Vừa mai em Huỳnh mới chào cả nhà khách thân mến, thì hôm nay Huỳnh sẽ quay cho cả nhà một cái lô mai cực đẹp luôn, cực VIP luôn, tàn thông được luôn và ghép được luôn cả nhà. Nếu chúng ta nuôi thêm thì về chúng ta rất là mau ghép. Đây là một trong những cái mẫu rễ mà cả nhà mình thích, đó là trái bí 6 múi. Cái này có 5 múi thôi, có trái cũng được 6 múi nhưng mà ít lắm, 5 múi là nhiều. Đó, đây nè, thì cái này được 6 nè cả nhà. Đây nè, được 5 năm. À đây, có một cái chỗ này nữa, 6 ha. Rồi, thì quấn rễ lộn xộn như thế này cả nhà. Đó, các cái kiểu nè, hình chữ X. Cái này là hình chữ X. Đó, hình chữ X nè cả nhà. Đó, giống như cái dấu tằng tằng đó cả nhà. Nói chung là nhà vườn người ta quấn đủ kiểu hết luôn. Rồi, đây có cái kiểu hình con thú nữa. Đó. Rồi, kiểu như thế này nè cả nhà. Đây, đó. Cái này nữa nha. Đây cả nhà. Rồi, này là lò xo. Lò xo ha. Đó, có các kiểu như thế này. Rồi, cây như thế này cả nhà. Cành nhánh mập mập xưng xê. Lấy trung bình, Quỳnh lấy trung bình từ 45 cho đến 65cm nha cả nhà. Và cây này thì cỡ như đây Quỳnh sẽ đo ba cái vật dụng mà chúng ta quen thuộc nhất. Ống hút này cả nhà. Đấy. Rồi cỡ cây đũa mà chúng ta ăn cơm nè. Đó. Cây đũa, đầu đũa chúng ta không ăn á, to hơn tí nữa nè nha. Rồi có nhỏ hơn tí cũng có nha. Đó. Và những cái trái bí như thế này cả nhà. Đó. Bí này bí 5 múi à, chưa phải là không ít có 6 múi cả nhà, bí 5 múi thôi. Rồi ha, cây như thế này cành nhánh xum xuê nha cả nhà, cao trung bình từ 45 cho đến 65cm. Cái này thích hợp để trồng hoặc là nuôi để ghép. Và khách thân mến, thì đối với Như Huỳnh nó lúc nào cũng vậy, là em Huỳnh sẽ chỉ nói là đây là mai vàng ương hạt lộn xộn. Cánh của nó là từ 5 đến 12 cánh. Và chúng ta khai thác cái lô mai này bởi vì cái bộ rễ nó và cái thân của nó, với lại là cành nhánh xum xê, nó độ khỏe, nó mập mạp. Thì khi mà về chúng ta trồng thì nó sẽ rất là ok, nó ít có bị hư hao nhiều. Rồi nó có thể là rụng ít lá khi nhờ hình vận chuyển ha. Đó cả nhà. Và cây như thế này là sẽ là 8.500 một cây. Và em sẽ bao phí vận chuyển từ 100 cây. Còn 30 với lại 30 cây trở lên thì Quỳnh sẽ bán ha. Nhưng mà 100 cây thì Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Và cây nào thì nó cũng khá là đồng thanh. Nó mập mạp tương đối, nhìn nó rất là khỏe, cứng cáp cả nhà. Các cỡ thì Quỳnh đã quay cho cả nhà mình xem rồi đó. Rồi, nếu như cả nhà mình yêu thích cái lô này thì alo cho Quỳnh nha. Đây là cái lô mà Quỳnh cảm thấy rất là ưng ý. Bởi vì nó vừa có các cái kiểu đa dạng nè, bí rồi nó vấn rễ đủ kiểu như thế này luôn ha. Về chúng ta trồng thì nó đa dạng trong cái khu vườn của mình. Và khách cũng hỏi Quỳnh bao nhiêu trái bí thì Quỳnh cũng thú thiệt luôn là bí thì khoảng ví dụ như 50 cây thì khoảng 10 trái bí ha. Nên là quý lại Quỳnh cũng không có bán bí 100% bởi vì cái số lượng bí này không nhiều ha. Và Quỳnh muốn chia sẻ đến khách hàng của mình là những cái mẫu mã nó đa dạng nha cả nhà. Rồi và đây là cái lô mai mà Quỳnh muốn giới thiệu với cả nhà ha. Rồi cả nhà mình thích thì alo cho em nha. Đây có một cái kiểu nè cả nhà. Cái kiểu này nó lạ lắm. Nó giống như một cái cánh hoa mai vậy đó cả nhà. Đó, cái kiểu này nè nó ngộ lắm. Nhìn giống như cái tai thỏ đúng không ạ? Rồi. Và rồi đó là nó như vậy nha cả nhà. Nôm na là như vậy. Nó sẽ có cái kiểu trong cái lô mà 8.500 của cả nhà. Và rồi thì Quỳnh qua bên đây luôn. Quỳnh sẽ có một cái lô để dành cho khách hàng của Quỳnh hổm rài là đang chọn muốn cái cỡ là 5.500. Và bây giờ thì em quay nha. Đây cả nhà. 5.500 thì nó sẽ có các cái kiểu quấn rễ lộn xộn đây. Nó không có bí nha. Quỳnh nhấn mạnh là không bí. Đây cả nhà. Đó, quấn rễ như vậy nè. Rễ đủ kiểu vậy đó. Rồi. Cái này là Quỳnh không biết diễn tả làm sao luôn á. Nói chung là người ta nhồi cái bộ rễ vô rồi người ta đặt vào trong đây. Thì thật sự mà nói nha, những cái rễ này cả nhà nếu như nó trồng lớn lên á là nó ngộ lắm. Nó lạ lắm, nó không phải là rành mạch như lò xo, không phải rành mạch giống như bí hay con thú mà nó nhìn nó ngộ lắm cả nhà. Rồi cái lô này thì cả nhà mình nếu như mà chúng ta thích nhỏ nhỏ, mập mập tròn tròn, hấp hấp thì
chúng ta hãy lựa chọn cái lô này ha. Giá chỉ có 5.500, cao trung bình từ 35 cho đến là 45-50 cm. Và nếu như chúng ta thích cái cỡ này thì alo cho Quỳnh ha. Đó, cây thì nó cỡ như ống hút với lại nhỏ hơn ống hút. Đó, Quỳnh giới thiệu là Quỳnh giới thiệu rất là kỹ, và Quỳnh cũng giới thiệu thật chậm luôn, để cho cả nhà mình có thể nhìn rõ cái cây, với lại là đặc biệt cái gì cả nhà biết không? Đặc biệt là cái kích thước để cả nhà mình có thể dễ dàng mường tượng ra và tiếp cận được. Đó là hai cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì đây cả nhà nha, đó, Quỳnh quay như thế này ha. Rồi 5.500 một cây nha cả nhà, và em sẽ bao phí vận chuyển 100 cây đổ lên. 30 với 50 thì là Quỳnh bán rồi, tức là dưới 100 là em đã bán ha, nhưng mà em không bao phí vận chuyển. 100 cây trở lên thì Quỳnh mới bao phí vận chuyển. Như Huỳnh, và muốn xem nhiều cái video nữa thì chúng ta hãy bấm đăng ký để gặp gỡ em những video sau. Em Huỳnh mến chào cả nhà.